Tiếp tục xin chào đón quý vị và các bạn một video tiếp theo tại vườn nhà bạn Khỏe tại Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Và đây là một cây dối tiếp theo. Cây dối này thì lần trước nó yếu, chưa dám cắt, và lần này thì nó khỏe rồi. Anh em tiếp tục là bên cạnh là một cây sung rất là khủng. Cắt hết cái cành, cái cây thì nó ấy rồi. Có một cây tầm vừa gì đó. Ở gió cái mặt kia nó bị cận là tường không đặt máy được, thì cái đến cái mặt này là phía mà có thể là mặt sau các bạn, thì tiến sự sẽ tháo cái đường thẳng ở giữa này đi để cho nó chúng ta lấy được cái cung nghệ thuật của cái thân bên này. Ở sang đây chúng tiếp tục có một cái đường thẳng nữa, ta lại lọc tiếp. Trước mắt thì tháo hai cái đường thẳng này ra thì để cho nó thoáng cái vị trí ở giữa, để cho nó không bị nặng đầu các bạn. Sau bắt đầu chúng ta sẽ tính tiếp. À, mấy cây tùng, mấy cây dưới. Mấy cây tùng, cây dưới à? Cứ theo thằng cháu à. Có mới thổi nước đi. Có mới thổi và cưa thổi nó đi.
Chưa đi. Thoải mái đi. Có hai vị khách Cường Euro. Tiếp tục cắt lọc các bạn. Thank you.
Thôi. Giờ phải bóc u biếu vào chỗ đấy vào. Đây tự tôi bóc u biếu rồi. Anh Đoàn đưa cho anh Đoàn, anh cắt cái đoạn này đi. Đấy, không, để cái mầm dưới lại. Đấy, cái mầm dưới nó sống rồi mà. Nó cứ gậy của mình thôi. Rồi vào, rồi ra, ra nữa đấy, chỗ tay cầm đấy. Như vậy là đã lọc đi một số những cái đường thẳng, còn một xíu cái ngọn chủ hơi thẳng ở giữa nó, nhưng mà không có ngọn để thay thế vào ngọn chủ. Ở phía trên các bạn thấy nó đã được thoáng ra rồi, nhẹ nhàng. Các bạn cùng về phía mặt bên trong thì sẽ là mặt chơi. Đây các bạn. Đấy.
tường đồng. Tuy nhiên thì nó có cái độ hút hơn. Video này cho bạn khỏe vua ruối tại Lý Nhân. Hiện nay còn một số những cây sẽ được di chuyển về nữa. Ở kia cả một dãy các bạn. Bên cạnh là một cây sung rất là khủng. Mới cắt được chưa đầy 2 tháng các bạn. Đã phải nới dây rồi. Dây uốn đã phải nới rồi. Rồi tiến sự xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn một tuần mới sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công. Xin thân ái tạm biệt và gặp lại quý vị clip sau.